Cơ sở sản xuất chống chiêng chống mó Tiên Di xin giới giới thiệu quý thầy, quý cô, quý Phật tử. Đây là chiếc chống chùa, chống mắt nhá. Có đường kính mặt chống là 1 mét, thân chống là dài 2 mét. Chống được chạm khắc chạm chỗ hai con rồng trầu mặt nguyệt ở giữa thân chống. Cơ sở Tiến Di xin giới thiệu đây là chiếc chống nguyên khối cây bằng gỗ gõ đỏ nhập. Được cơ sở Tiến Duy để mộc. Các quý thầy, quý cô có thể nhìn thấy vân cây. Hoàn toàn cơ sở Tiến Duy không chấp vá, không ghép. Cam kết là nguyên khối 100%. Đảm bảo đúng chất liệu, đúng quy cách, đúng kích thước. Cơ sở ngoài chống kích thước đường chính 1 mét và dài 2 mét này, cơ sở chúng con luôn luôn có sẵn tại cơ sở đường kính từ 6 tấc đến 1m3. Nguyên khối cây có sẵn tại xưởng. Các quý thầy, quý cô có nhu cầu xin liên hệ cơ sở Tiến Di con xa có số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Chống bắt nhá, đường kính 1 mét, dài 2 mét này, cơ sở chúng con vận chuyển ra cửa hàng showroom của cơ sở chúng con để các quý thầy, quý cô có thể tiện xem thực tế tại cơ sở. Hoặc các quý thầy có nhu cầu có thể tới tận xưởng chúng con xem thực tế tại xưởng sản xuất của chúng con. Chúng con luôn luôn có hàng sẵn để trong xưởng, đảm bảo gỗ cô, chất lượng, không chấp vá, không ghép, không nứt. Đấy là chiếc chống của chúng con quay thực tế khi đặt lên giá kệ giá đỡ. Giá đỡ này cơ sở chúng con làm bằng gỗ cam xe 100%, chạm khắc chạm chỗ, cầu kỳ, đảm bảo sắc nét. Khi các quý thầy quý cô đặt, chúng con sẽ bọc ra hai đầu và chúng con sẽ sơn phủ lại, đảm bảo bóng đẹp trước khi giao cho các quý thầy quý cô về chùa. Các quý thầy quý cô, quý Phật tử có nhu cầu xin liên hệ cơ sở Tiến Di con qua số hotline 0973435444 hoặc truy cập website daihongchung.com.vn. Cơ sở con xin